kiểu phải xây dựng thế nào là hợp lý. Thì hôm nay về vấn đề này thì nhóm chúng tôi sẽ đưa ra một số cơ sở lý luận tầm quan trọng về việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng và các chiến lược để phát triển chúng. Thì về đầu tiên thì trong chương này sẽ có 5 phần. Phần 1 á, là tiếp thị và mối quan hệ, 2 là giá trị mối quan hệ với khách hàng, 3 là phân khúc khả năng sinh lời của khách hàng, 4 là các chiến lược phát triển mối quan hệ, 5 là thách thức về mối quan hệ. Thì về đầu tiên tiếp thị mối quan hệ thì khoảng thời gian gần đây các công ty có xu hướng là sẽ chuyển trọng tâm từ việc chỉ tập trung vào marketing giao dịch, nghĩa là chỉ tập trung vào việc bán sản phẩm hàng hóa dịch vụ của mình thôi, và sẽ chuyển sang tập trung vào việc tiếp thị mối quan hệ. Thì theo các học giả thì tiếp thị mối quan hệ là một triết lý kinh doanh, nó là một định hướng chiến lược và chỉ tập trung vào việc giữ khách hàng hiện tại và cải thiện mối quan hệ với họ. Điều này cũng có nghĩa là tiếp thị mối quan hệ chỉ xoay quanh thực tế là khách hàng chỉ giữ khách hàng hiện tại của mình tiếp tục mua hàng và đóng góp vào sự hoạt động liên tục của công ty. Vì vậy duy trì một cái khách hàng cũ sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với việc phải thu hút một cái khách hàng mới. Thì có một cái ví dụ điển hình về một tổ chức đã tập trung vào việc giữ khách hàng của mình và xây dựng mối quan hệ lâu dài với họ, đó là tổ chức United Services Automobile Association, gọi tắt là USAA. Thì đây là một nhóm công ty tài chính. Nó có trụ sở được đặt tại San Antonio. Nó bao gồm là sở bảo hiểm trao đổi liên bảo hiểm đối ứng do Bộ Bảo hiểm Texas quy định và các công ty con chuyên cung cấp các dịch vụ ngân hàng, đầu tư và bảo hiểm cho một cái phân khúc thị trường được gọi là có tính rủi ro cao, đó chính là những quân nhân đã hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và gia đình của họ. Thì công ty này được xếp hạng trong top 100 của tạp chí Fortune về các công ty tốt nhất để làm việc tại Mỹ từ năm 2010 cho đến 2016. Thì công ty này có số liệu về tỷ lệ giữ chân khách hàng đạt tới 98%, nghĩa là một con số vô cùng cao. Chưa 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 quay lại quay lại quay lại à, thì USAA đã xây dựng các hoạt động kinh doanh của mình dựa trên triết lý quan hệ này. Đó chính là thay vì những công ty khác á, giống như công ty khác là chỉ hứa suông hoặc là chỉ nói suông rằng công ty chúng tôi hiểu các bạn cần gì và sẽ cung cấp đúng thứ đó, nhưng mà USAA thì lại muốn tiếp cận khách hàng của mình một cách toàn diện. Vì vậy họ đào tạo nhân viên của mình là phải thật sự đồng cảm với lại những nhu cầu riêng biệt của khách hàng. Thì USAA phát triển một cái chương trình nâng cao nhận thức về quân sự và yêu cầu các thành viên của mình phải tham gia vào các trải nghiệm quân sự đó. Ví dụ như là họ cho nhân viên của mình mặc thật những bộ đồ lính, rồi như là đội các mũ bảo hiểm, nhưng mà chắc mọi người cũng biết là mũ bảo hiểm quân sự á, rồi đeo những cái ba lô. Thử một cái bữa ăn mà gọi là bữa ăn luôn sẵn sàng để ăn của những người lính trên chiến trường á, chắc mọi người cũng biết đó, chính là mọi người hay gọi là lương khô á. Thì họ cho nhân viên của mình đọc những bức thư thật của những người quân nhân mà đóng quân ở tại nước ngoài viết về cho gia đình của họ. Thì công ty không chỉ là cho nhân viên của mình tự trải nghiệm để đồng cảm với khách hàng, mà công ty còn sẽ gây áp lực lên trên ban lãnh đạo mà khi họ cho tiền các phần tiền thưởng á, của các nhà quản lý nè, của các giám đốc điều hành á, sẽ dựa trên số liệu về cái tỷ lệ giữ chân khách hàng ở lại công ty. Thì nhờ việc áp dụng cái mối quan hệ này thì họ đã tự tưởng thưởng được bằng việc á, là 92% khách hàng của họ sẽ cảm thấy mối liên hệ của mình với lại USAA cực kỳ cao, và họ dự định á, là sẽ gắn bó với tổ chức này suốt đời luôn. Thì tiếp đến đó là về lý thuyết về cái xô rò rỉ. Thì lý thuyết này đã được thể hiện tại một cuộc phỏng vấn với lại giám đốc điều hành của bộ phận tiếp thị của Holiday Inn. Thì đây là một thương hiệu khách sạn lớn của Mỹ và là một trong những chuỗi khách sạn lớn nhất của thế giới. Thì khi ông đề cập đến cái ý tưởng này á, có nghĩa là khi mà các chương trình tiếp thị như là việc bán hàng, quảng cáo, khuyến mãi mà nó thật sự có hiệu quả, thì nó sẽ đưa thật nhiều cái khách hàng mới của mình vào trong cái xô sẽ ta và từ đó sẽ tăng lượng mua hàng của khách hàng lên và giữ cho khách hàng trong xô này luôn được đầy. Tuy nhiên á, thì trên cái xô này lúc nào cũng có những cái lỗ hổng nó bị rò rỉ. Thì lúc này sẽ có hai trường hợp: nếu á, mà công việc kinh doanh của công ty tốt nè, công ty giữ được những lời hứa của mình với khách hàng, thì những lỗ hổng ở trên xô á, nó sẽ nhỏ và ít khách hàng rời bỏ công ty.
Nhưng mà khi mà hoạt động kinh doanh của công ty ý kém, yếu kém á, thì khách hàng không hài lòng với những gì mà họ nhận được, dẫn đến mối quan hệ giữa họ với lại công ty trở nên yếu hơn, và khách hàng bắt đầu rời bỏ cái show thông qua những cái lỗ hổng nhanh hơn mức mà những khách hàng mới được rót vào trong show. Thì cái lý thuyết show này nó đã cho thấy được cái tầm quan trọng của các chiến lược quan hệ sẽ tập trung vào việc bịt các lỗ hổng trên show này lại. Tiếp đến đó là về sự phát triển của các mối quan hệ khách hàng. Thì mối quan hệ của giữa công ty với lại khách hàng thì cũng sẽ giống như là các mối quan hệ xã hội khác vậy, thì nó có xu hướng phát triển theo thời gian, và các chuyên gia đã gợi ý rằng thì các mối quan hệ trao đổi tiếp thị giữa nhà cung cấp và khách hàng của mình thường có khả năng sẽ phát triển theo theo các cấp độ, là từ người lạ thành người quen, thành bạn bè và cuối cùng là thành đối tác. Thì ở cái bản 1.6.1 này này thì đã minh họa về các vấn đề khác nhau ở mỗi cấp độ liên tiếp về các mối quan hệ. Thì ở mức độ đầu tiên á, là khi khách hàng là người lạ. Người lạ ở đây á, có nghĩa là những khách hàng đó chưa chưa có những cái bất cứ giao dịch hay là tương tác gì với công ty trước đây, và thậm chí á, là còn không biết về công ty luôn. Vậy nên lúc này công ty chỉ có thể cung cấp các sản phẩm mà hấp dẫn hơn so với đối thủ cạnh tranh, và lợi thế cạnh tranh lúc này của công ty chỉ là mang tính hấp dẫn hơn và cố gắng thu hút khách hàng. Vậy thì hoạt động tiếp thị lúc này của công ty là giúp cho những cái khách hàng mà không những cái khách hàng tiềm năng đó làm quen với lại các sản phẩm của công ty, rồi sau đó khuyến khích họ dùng thử sản phẩm của mình. Thì trọng tâm của việc này chủ yếu là chỉ để khuyến khích rằng là khách hàng dùng thử sản phẩm của mình và tạo điều kiện cho việc bán hàng thôi. Thì về thời hạn của mối quan hệ này á, thì hầu như là không có, tại vì khách hàng lúc này là người lạ mà nên không có mối quan hệ gì với công ty cả. Chính vì vậy và tính bền vững của lợi thế cạnh tranh cũng rất là thấp, và công ty lúc này phải tiếp tục cố gắng thu hút khách hàng dùng thử sản phẩm, và mục tiêu chính của tiếp thị mối quan hệ lúc này chỉ là để tiếp cận sản và để tiếp cận khách hàng mà thôi. Còn khi khách hàng là người quen á, nghĩa là khách hàng là người quen là khi á, họ đã đạt được sự nhận biết và dùng thử sản phẩm của mình rồi, thì mối quan hệ thân quen này cũng đã được thiết lập luôn, và công ty và khách hàng đã trở thành người quen biết. Thì công ty sẽ cung cấp các sản phẩm ngang bằng với lại đối thủ cạnh tranh, và lợi thế cạnh tranh lúc này của công ty là hài lòng khách hàng của mình. Hoạt động tiếp thị lúc này chỉ là tìm cách để giảm nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh của khách hàng của mình. Thì trọng tâm của việc này chính là tạo cho khách hàng cảm thấy quen thuộc với lại công ty nè, rồi khách hàng sẽ có những kiến thức chung về sự hấp dẫn của công ty với lại công ty đối thủ cạnh tranh. Thì tuy là vậy nhưng mà thời gian nắm giữ được mối quan hệ này cũng rất là thấp, bởi vì khách hàng cũng chưa thật sự quen thuộc với lại công ty của mình đâu, và cũng còn đang đi tìm kiếm xem thử những đối thủ khác như thế nào. Rồi từ đó mà tính bền vững của mối quan hệ này cũng thấp, nên là còn phải tìm cách biến các giá trị độc đáo của công ty mình để thành những cái sản phẩm tiêu chuẩn cho khách hàng, và để đạt được cái mục tiêu chính đó, đó chính là đáp ứng được nhu cầu của khách hàng của mình. Và ở mức độ thứ ba, nghĩa là lúc này khách hàng đã trở thành bạn bè, thì khi mà khách hàng tiếp tục mua hàng của công ty và sẽ nhận được giá trị trong mối quan hệ trao đổi này, và đồng thời lúc này thì công ty cũng bắt đầu đã có những cái kiến thức cụ thể về nhu cầu của khách hàng của mình rồi, và cho phép công ty đã tạo ra những sản phẩm mà giải quyết được trực tiếp tình huống của khách hàng luôn. Rồi trong lúc này thì công ty á, cố gắng cung cấp các sản phẩm đó đã có sự phân biệt và phân đoạn đối với từng khách hàng, có tính độc đáo và sản phẩm á, có tính độc đáo và mang giá trị vượt trội hơn. Và trong quá trình này á, thì không chỉ làm hài lòng khách hàng mà công ty còn có sự phát triển thêm về lòng tin, bởi vì khách hàng á, thật sự ra thì lúc này á, họ không đánh giá được kết quả dịch vụ trước khi mua và sau khi tiêu dùng đâu, mà họ thậm chí là họ còn không thể phân biệt được hiệu suất dịch vụ ngay cả khi đã trải nghiệm nó rồi luôn. Nên là do đó khách hàng luôn phải có lòng tin tưởng rằng nhà cung cấp lúc này sẽ thực hiện được những gì mà mình đã hứa. Mà cái lợi ích của cái này là khi mà khách hàng đã có sự tin tưởng rồi thì họ sẽ mua mà không cần bất cứ cái thông tin hoàn hảo nào, một cái thông tin về cái sản phẩm đó một cách hoàn hảo hay là một cách chi tiết gì hết. Thì trọng tâm của việc này á, là sẽ giúp cho công ty đã có những cái kiến thức rõ ràng về việc phân đoạn khách hàng.
Nhưng mà mặc dù là vậy, nhưng mà cái thời hạn của mối quan hệ này cũng chỉ là ở mức trung bình thôi. Tại vì lúc này á, lòng tin á, thì cũng cần phải có thời gian để xây dựng, nên là không thể nào đùng một cái mà khách hàng tin tưởng bạn được. Và cũng từ đó thì tính bền vững cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Và lúc này công ty cũng phải tìm cách để hiểu rõ hơn về những mối quan hệ ở lập về những mối về những cái nhu cầu khác nhau của khách hàng. Thì cái mục tiêu chính ở cái mối quan hệ này cũng chủ yếu chỉ là giữ chân khách hàng ở lại với mình. Còn với cái mối quan hệ cuối cùng, nghĩa là lúc này khách hàng đến với mình với tư cách là đối tác luôn. Thì khi mà khách hàng đã tương tác với công ty một thời gian rồi á, thì họ bắt đầu tin tin tưởng công ty hơn, và lúc này công ty sẽ cung cấp cho họ nhiều nhiều sản phẩm và dịch vụ có khả năng tùy chỉnh hơn và cá nhân hóa hơn. Thì sự tin tưởng này được phát triển trong cái giai đoạn này á thì chỉ là điều kiện cần thôi, nhưng thực sự nó chưa đủ trong cái mối quan hệ mà đối tác giữa công ty với lại khách hàng như vậy, và nó cũng không phát triển lâu dài được á, nên là lúc này cũng phải cần thêm một cái lời cam kết. Thì lúc này á, khách hàng sẽ cam kết với lại công ty dưới hình thức là sẽ chia sẻ thông tin của mình, rồi sẽ đầu tư cụ thể vào công ty. Còn công ty sẽ có lời cam kết đó là công ty sẽ cung cấp các dịch vụ mà các và các sản phẩm riêng cho từng khách hàng. Và thì bởi vì lúc này công ty đã có những cái kiến thức rõ ràng về khách hàng rồi, cũng đã có hệ thống thông tin về khách hàng rồi, nên họ có thể dễ dàng cung cấp được các dịch vụ này. Về thời hạn mối quan hệ thì nó thật sự là nó rất là dài, bởi vì công ty và khách hàng đã có liên kết với nhau rồi, đã có kết nối với nhau rồi, nên tính bền vững cũng cao. Thì ở cái giai đoạn này thì công ty chỉ quan tâm đến việc tăng cường mối quan hệ thôi, bởi vì khách hàng á họ họ có khả năng duy trì mối quan hệ với công ty khi họ cảm thấy rằng công ty thật sự hiểu được các nhu cầu của mình thay đổi theo thời gian, và sẽ sẵn sàng đầu tư vào mối quan hệ này bằng cách sẽ liên tục cải tiến và phát triển, kết hợp với lại việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của công ty mình. Bằng cách này thì công ty cũng cũng hy vọng là những khách hàng này sẽ ít bị đối thủ cạnh tranh lôi kéo hơn, và có nhiều khả năng là họ sẽ mua các sản phẩm và dịch vụ bổ sung từ công ty hơn theo thời gian. Và để chứng minh cho cái qua mối quan hệ này á, thì cái ví dụ nãy mình nói về cái tổ chức USIA á, thì khi mà nhu cầu về bảo hiểm của các khách hàng thành viên là những quân nhân á, họ sẽ tăng dần theo thời gian sống của họ và cũng như thời gian sống của gia đình con cái của họ luôn. Tiếp theo là về mục tiêu của tiếp thị mối quan hệ. Thì khi mà giá trị mối quan hệ của khách hàng tăng lên thì nhà cung cấp có nhiều khả năng là sẽ theo đuổi một mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn. Do đó, mục tiêu quan trọng nhất lúc này chính là đưa khách hàng lên bậc thang theo chiều dọc từ dưới lên. Nghĩa là từ điểm mà họ là người lạ cần được thu hút đến với công ty cho đến khi là họ được đánh giá cao là những khách hàng lâu năm và có mối quan hệ mật thiết với công ty. Thì khi mà khách hàng chuyển đổi từ mối quan hệ từ người lạ sang quen biết ở bậc 2 dựa trên sự hài lòng, rồi sau đó chuyển sang tình bạn ở bậc 3 dựa trên sự tin tưởng, và cuối cùng là sang mối quan hệ đối tác với nhau ở bậc 4 dựa trên sự lời cam kết, thì giá trị nhận được và mức độ hợp tác cũng sẽ được tăng lên. Tiếp theo là lợi ích của khách hàng và công ty, thì mình xin dừng lại cho bạn hỏi. Dạ, xin chào thầy và các bạn. Em sẽ Rồi, tên lúc nào vừa mới trình bày xong nhỉ? Bạn vừa trình bày xong tên gì? Dạ, em tên là Thanh Huyền ạ. Thanh Huyền hả? Dạ. Ok, cảm ơn Thanh Huyền. Em xin thuyết trình về lợi ích cho công ty và khách hàng, và thì cả hai bên trong mối quan hệ của khách hàng và công ty đều có thể hưởng lợi từ việc giữ chân của khách hàng, là tố chất để xây dựng và duy trì các khách hàng trung thành, mà bản thân khách hàng cũng được hưởng lợi các dịch vụ lâu dài. Về phần lợi ích của khách hàng thì được chia thành ba lợi ích. Lợi ích đầu tiên là lợi ích xã hội. Theo thời gian, khách hàng phát triển cảm thấy quen thuộc, có mối quan hệ xã hội tốt với các nhà cung cấp dịch vụ của họ. Những mối quan hệ cá nhân này có thể phát triển cho các thành doanh nghiệp lớn. Ví dụ như khi khách hàng hiểu rõ về sản phẩm thì sẽ tư vấn tốt cho khách hàng, cho người tiêu dùng về chất lượng và giá cả cạnh tranh, và ưu tiên bảo hành nếu sản phẩm đó bị lỗi. Lợi ích thứ hai là lợi ích về sự tự tin. Khách hàng luôn tin tưởng vào nhà cung cấp, cùng với cảm giác giảm lo lắng và thoải mái khi biết điều gì đó sẽ xảy ra, khi họ tự tin có thể duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp và dịch vụ, và họ sẽ dành thời gian cho những mối quan hệ ưu tiên khác.
nếu bạn thấy sản phẩm đó dùng tốt thì mình có thể chia sẻ cho người thân, nhiều người xung quanh, bạn bè có thể dùng sản phẩm đó. Quyền thứ ba là quyền lợi đối xử đặc biệt, gồm việc những một ưu đãi hoặc giá đặc biệt được đối xử ưu đãi hoặc có thể nhận được lợi ích của sự nghi ngờ từ nhà cung cấp dịch vụ. Về lợi ích của công ty thì cũng chia được ba lợi ích. Lợi ích kinh tế, một trong những lợi ích kinh tế được trích dẫn phổ biến nhất của việc giữ chân khách hàng là lượng mua hàng tăng lên theo thời gian. Trong nhiều ngành, khách hàng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn mỗi năm với một đối tác quan hệ cụ thể. Ví dụ như khách hàng tin dùng sản phẩm của một công ty đó thì họ sẽ luôn quan tâm và sử dụng công ty khi họ ra tung ra sản phẩm mới. Lợi ích của hành vi khách hàng là sự đóng góp mà khách hàng trung thành đóng góp cho một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể vượt xa tác động tài chính trực tiếp của họ đối với công ty. Có thể lợi ích hành vi khách hàng dễ dàng nhận ra nhất mà một công ty nhận được từ những khách hàng lâu năm là quảng cáo miễn phí cung cấp thông qua truyền miệng. Sản phẩm tốt thì khách hàng sẽ luôn truyền miệng mà không cần phải tốn chi phí quảng cáo của công ty, thì công ty sẽ có thêm một lượng khách hàng mới tiềm năng. Về phần lợi ích về quản lý nguồn nhân sự, những khách hàng thân thiết thì chúng ta có thể dựa vào sự hiểu biết và kinh nghiệm của họ về nhà cung cấp, có thể đóng góp bằng cách hỗ trợ cung cấp dịch vụ. Việc giữ chân khách hàng cũng giúp cho doanh nghiệp sẽ dễ dàng để giữ chân nhân viên hơn khi có một lượng khách hài lòng nhất định. Sau đây là phần thuyết trình của bạn Linh. Xin chào thầy và các bạn, mình tên là Khánh Lâm. Bây giờ mình sẽ trình bày về phần 2, giá trị quan hệ khách hàng. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm giá trị quan hệ khách hàng là một khái niệm học phép tính, xem xét khách hàng từ quan điểm về doanh thu và lợi nhuận đóng góp lâu dài cho công ty. Với loại hình tính toán này á, thì cần thiết khi các công ty bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng của họ. Điều này được ảnh hưởng bởi doanh thu trung bình, doanh số bán hàng, sản phẩm, đôi khi còn là doanh thu sinh lời trọn đời với thời gian trung bình. Mình có một ví dụ để hiểu hơn về khái niệm này. Khi các bạn đến tới các quán cà phê hay là những cửa hàng bán mỹ phẩm hay là những nhà hàng thì ít nhất các bạn cũng đã có một cái thẻ thành viên cho chính mình. Thì đây là một ví dụ về thẻ thành viên của Cộng Cà Phê từ ngày từ tháng 4 2020 thì Cộng Cà Phê đã chính thức phát hành thẻ thân thiết với cải tiến mới cho toàn bộ cửa hàng trên cả nước. Cách thức để nhận được thẻ này và để tích điểm là với hóa đơn từ 100.000 thì khách hàng sẽ được đăng ký nhận thẻ và được tích điểm. Thẻ tích điểm này sẽ được áp dụng vào lần thanh toán tiếp theo khi đã có họ tên, số điện thoại và ngày sinh. Với những lần thanh toán tiếp theo thì bạn chỉ cần đưa thẻ cứng cho nhân viên trước khi thanh toán thì điểm chỉ tiêu sẽ tự được ghi nhận vào hệ thống. Với các chỉ tiêu mà Cộng Cà Phê đã đặt ra là người thân từ 5.000 cho đến 9.900 thì sẽ được giảm 10% với tất cả các hóa đơn thanh toán và nhận được một đồ uống vào ngày sinh nhật. Người nhà thì trên 10.000 tích điểm thì sẽ được trừ vào 15% khi thanh toán và nhận được một đồ uống miễn phí vào ngày sinh nhật và được quà tặng tham gia chương trình nghiên cứu giới hạn, chương trình trải nghiệm giới hạn dành riêng cho người nhà. Tiếp cái lợi ích của thẻ thành viên này như em đã nói như trên thì lòng trung thành của khách hàng sẽ được nâng cao vì sẽ quay lại cửa hàng nhiều lần. Thứ hai là dễ dàng lấy được thông tin của khách hàng để phục vụ tốt hơn. Thứ ba là tăng giá trị đơn hàng lên khi khi khách hàng đã được sắp được một cái để nhận quà thì khách hàng sẽ sẵn sàng để ra một cái số tiền lớn hơn để được tích điểm và được nhận đổi quà. Thứ tư là thu hút khách hàng mới vì được những khách hàng cũ
đã có thể thành viên này được giới thiệu vì họ đã trải nghiệm sản phẩm hay dịch vụ ở Cộng Cà Phê hay là tất cả các cửa hàng khác. Tiếp theo là phần giữ chân khách hàng. Nếu các công ty muốn biết khách hàng thật sự tốn bao nhiêu thì họ sẽ có thể đánh giá chính xác các khoản đầu tư bằng cách thiết kế ghi lại giá trị của những khách hàng trung thành là ước tính giá trị gia tăng hoặc lợi nhuận tích lũy từ những khách hàng này cũng như khách hàng mới. Cái nghiên cứu này thì tỷ lệ khách hàng lên 5% thì doanh thu có thể tăng từ 25% đến 95%. Với cái hệ thống này ước tính giá trị lợi ích và chi phí liên quan đến một khách hàng trung thành và doanh thu dài hạn. Tiếp tiếp theo là đây các bạn nhìn trên màn ảnh thì nó có, đây là một bảng ước tính giá trị lâu dài của khách hàng tại doanh nghiệp Teletech International. Đây là một công ty cung cấp các loại dịch vụ tài chính cho khách hàng bao gồm các ước tính trong vòng đời 5 năm của một khách hàng tăng từ sản phẩm cốt lõi, lợi nhuận tăng từ sản phẩm cốt lõi từ 6.600 từ năm 0 cho đến năm thứ 5 là 18.476. Còn lợi nhuận từ các từ sản phẩm mới thì từ năm thứ 2 thì 1.348 tăng lên đến 2.329. Thì công ty đã ước tính rằng một năm doanh thu tăng 20% trên sản phẩm cơ bản sẽ dẫn đến lợi nhuận hoạt động hàng năm tăng 33% trong vòng đời khách hàng trong 5 năm. Em xin nhường phần 3 phân khúc khách hàng sinh lời của phân khúc khả năng sinh lời của khách hàng cho bạn thấy ạ. Sau đây em xin tiếp theo phần 3 phân khúc khả năng sinh lời của khách hàng. Các công ty muốn cung cấp cho khách hàng của mình một dịch vụ tốt, hoàn hảo, nhưng họ thấy khách hàng của họ khác nhau về giá trị mối quan hệ và việc đáp ứng mong đợi của khách hàng không thực tế và không mang lại lợi nhuận cho họ. Ví dụ như là tập đoàn Fed đã phân khách hàng của mình thành ba loại là người tốt, người xấu và người tệ dựa trên lợi nhuận của họ. Họ chú trọng vào người xấu và người tệ để biến đổi những cái đó thành điều tốt và ngăn cản những điều xấu. Các công ty khác cũng cố gắng xác định các phân khúc và thích hợp hơn các cấp độ khách hàng khác nhau về khả năng sinh lời cũng như ở trong tương lai của một công ty. Cách tiếp cận này vượt xa việc sử dụng phân khúc theo dõi chi phí và doanh thu của các phân khúc khách hàng, từ đó nắm bắt được giá trị tài chính của họ. Sau khi xác định được các mức sinh lời thì công ty cung cấp dịch vụ và mức độ dịch vụ sẽ phù hợp hơn. Xây dựng cơ sở khách hàng trung thành cao sẽ làm tăng lợi nhuận. Nghiên cứu cho thấy khi một công ty thấy lợi nhuận tăng 60% khi tỷ lệ giữ chân khách hàng của họ tăng đến 5%. Tiếp theo là bậc khả năng sinh lời kiếm tự tháp khách hàng thì trong này có bốn cấp là cấp bạch kim, cấp vàng, cấp sắt và cấp chì. Từ những khách hàng ít sinh lời nhất cho tới những khách hàng có lợi nhất, phân khúc nào khiến chúng ta tốn kém thời gian, công sức và tiền bạc nhưng lại không mang lại lợi nhuận mà chúng ta mong muốn, kinh doanh phân khúc nào sẽ khó khăn hơn, phân khúc nào chi tiêu nhiều hơn với chúng ta theo thời gian, chi phí duy trì ít hơn và truyền miệng tích cực. Đầu tiên là cấp bạch kim. Cấp bạch kim thì mô tả những khách hàng có lợi nhuận nhất cho công ty, thường là những người dùng nhiều sản phẩm, không quá nhạy cảm về giá, sẵn sàng đầu tư và thử các dịch vụ mới và là khách hàng cam kết của công ty. Thứ hai là cấp bạch vàng, khác với bạch kim ở chỗ là mức sinh lời không cao bằng. Có lẽ vì những khách hàng này không trung thành hoặc họ không muốn giảm giá làm mà hạn chế tỷ suất lợi nhuận. Họ có thể là những người đặt nặng vấn đề sử dụng, những người giảm thiểu rủi ro bằng cách làm việc với nhiều nhà cung cấp thay vì chỉ với một công ty đầu mối. Thứ ba là cấp bậc sắt, bao gồm những khách hàng thiết yếu, những người cung cấp số lượng cần thiết để sử dụng năng lực của công ty, nhưng mức chỉ tiêu lòng trung thành và lợi nhuận của họ không đáng kể để được đối xử đặc biệt. Thứ ba là cấp bậc chì, bao gồm những khách hàng đang tiêu tốn tiền của công ty, họ đòi hỏi sự chú ý nhiều hơn những gì họ có thể
cho chi tiêu và lợi nhuận của họ. Đôi khi khách hàng có vấn đề phàn nàn về công ty với những người khác và thắt chặt các nguồn lực của công ty. Lưu ý rằng các cách phân loại này bề ngoài thì gợi nhớ nhưng rất khác với cách phân loại sử dụng truyền thống được thực hiện bởi các hãng hàng không như là airline. Có hai sự khác biệt rõ ràng. Đầu tiên là trong kim tự tháp khách hàng, khả năng sinh lời hơn là mức sử dụng xác định tất cả các cấp độ. Thứ hai, các cấp thấp hơn thực sự nêu rõ ở các lớp khách hàng cần sự chú ý khác nhau. Công ty phải làm việc để thay đổi hành vi của khách hàng để làm cho họ có lợi hơn thông qua việc tăng doanh thu hoặc thay đổi cơ cấu chi phí để làm cho họ có lợi hơn. Khi một hệ thống đã được thiết lập để phân loại khách hàng thì nhiều cấp độ có thể được xác định thúc đẩy phục vụ và dự kiến mang lại các mức lợi nhuận khác nhau. Các công ty cải thiện cơ hội thu lợi nhuận khi họ tăng tỷ lệ mua hàng của những khách hàng có nhu cầu lớn nhất đối với dịch vụ và thể hiện lòng trung thành lớn nhất đối với các nhà cung cấp bằng cách tăng cưỡng mối quan hệ với khách hàng trung thành, tăng doanh số bán hàng với khách hàng hiện tại và tăng khả năng thu được từ mỗi cơ hội bán hàng. Các công ty do đó gia tăng tiềm năng của mỗi khách hàng. Tiếp theo tôi đến với quan điểm của khách hàng về các bậc khả năng sinh lời. Trong khi các mức lợi nhuận có ý nghĩa theo quan điểm của công ty, khách hàng không phải lúc nào cũng hiểu và cũng đánh giá cao việc phân loại phân khúc kém mong muốn. Ví dụ tại một công ty HR, các khách hàng hàng đầu có đại diện tài khoản cá nhân của riêng họ, người mà họ có thể liên hệ cá nhân. Cấp khách hàng tiếp theo có thể được xử lý bởi các đại diện mỗi người có một lượng hạn chế. Trong khi đó hầu hết các khách hàng được phục vụ bởi trang web, số điện thoại và hệ thống phản hồi bằng giọng nói tự động. Khách hàng thường nhận thức được sự đối xử bất bình đẳng này và nhiều người đã phản đối bất bình về từ nó. Từ góc độ kinh doanh này ta thấy có ý nghĩa hoàn hảo, nhưng khách hàng thường thất vọng về mức độ dịch vụ mà họ nhận được và kết quả là cho công ty bị đánh giá kém về chất lượng. Do đó điều quan trọng là công ty phải giao tiếp với khách hàng để họ hiểu mức độ dịch vụ mà họ có thể mong đợi và những gì họ cần làm và trả tiền để nhận lại được dịch vụ tốt hơn và mình được ưu đãi hơn. Khả năng phân khúc khách hàng hẹp dựa trên tác động lợi nhuận cũng đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư cho khách hàng để biết ai có lợi và ai không. Các công ty phải thu thập một lượng lớn dữ liệu cá nhân và hành vi được cá nhân hóa về người tiêu dùng. Tiếp theo là phần đưa ra các quyết định kinh doanh bằng cách sử dụng các bậc sinh lời. Các nhà quản lý kinh doanh thận trọng nhận thức rõ rằng hành vi mua hàng của khách hàng trong quá khứ, mặc dù hữu ích trong việc đưa ra các dự đoán, nhưng có thể gây hiểu lầm. Những gì khách hàng chi tiêu hôm nay hoặc đã chi tiêu trong quá khứ có thể không nhất thiết phản ánh gì những gì họ có thể làm trong tương lai. Ví dụ như là các ngân hàng đã phục vụ việc làm thẻ cho sinh viên, mặc dù bây giờ thì họ có thu nhập thấp và có thể không xin lại cho ngân hàng được bao nhiêu, nhưng sau này ra trường họ có thể là một doanh nghiệp lớn hoặc là họ có thể mở một công ty lớn thì sẽ mang lại rất lớn cho ngân hàng. Một số nhà cung cấp dịch vụ đã nhắm mục tiêu là những khách hàng là không xứng đáng với sự nâng cấp tiếp thị của một công ty, như là Paychex, một công ty xử lý bảng lương đã trở thành rất thành công trong việc phục vụ các doanh nghiệp rất nhỏ mà các công ty lớn trong ngành không nghĩ là đủ để mang lời cho công ty. Sau đây là phần tiếp theo, em xin nhường cho bạn khác ạ. Em chào thầy và các bạn. Em sẽ thuyết trình phần 4 là các chiến lược phát triển mối quan hệ. Thì đầu tiên là mô hình phát triển mối quan hệ, thì các yếu tố như là rào cản chuyển mạch, quán tính khách hàng và các dịch vụ cốt lõi, nó sẽ làm cho mối quan hệ khách hàng trở nên mạnh mẽ thì cũng như là lòng trung thành của khách hàng. Khi mối quan hệ trở nên mạnh mẽ thì nó sẽ đáp ứng được các lợi ích của khách hàng cũng như là các lợi ích của công ty. Thì phần dịch vụ cốt lõi là các chiến lược duy trì sẽ ít thành công trong dài hạn, trừ khi công ty có một cơ sở vững chắc để xây dựng chất lượng dịch vụ cũng như sự hài lòng của khách hàng. Một công ty còn bắt đầu phát triển xử lý mối quan hệ bằng cách cung cấp dịch vụ cốt lõi ở mức tối thiểu, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và cung cấp cho khách hàng các giá trị cảm nhận được ạ. Và phần rào cản chuyển mạch là khi cân nhắc chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ, khách hàng có thể phải đối mặt với một số những rào cản gây khó khăn cho việc rời bỏ nhà cung cấp dịch vụ và bắt đầu mối quan hệ mới với người khác.
Những rào cản chuyển đổi này thì gây ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng của họ. Về phần quán tính của khách hàng thì quán tính là lý do mà khách hàng có thể sẽ phát triển mối quan hệ với công ty, nhưng nó cũng là lý do tại sao mà một số khách hàng không hài lòng ở lại với nhà cung cấp. Thì để giữ chân những khách hàng này thì các công ty có thể cân nhắc việc tăng cường nỗ lực nhận thức cần thiết về phía khách hàng. Nếu khách hàng tin rằng công ty nỗ lực thì thay đổi thì khách hàng có nhiều khả năng sẽ ở lại. Về phần chi phí chuyển đổi thì những chi phí như tiền tệ và phi tiền tệ thì được gọi là chi phí chuyển đổi, bao gồm các khoản đầu tư về thời gian, tiền bạc, công và hoặc công sức, chẳng hạn như chi phí thiết lập, chi phí học tập và chi phí hợp đồng. Nó khiến khách hàng khó chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ khác. Chi phí học tập là những chi phí liên quan đến các đặc điểm riêng về cách sử dụng một số sản phẩm hoặc dịch vụ. Chi phí hợp đồng nó phát sinh khi khách hàng yêu cầu trả tiền để chuyển đổi nhà cung cấp, nó gây khó khăn về tài chính. Để giữ chân khách hàng thì các công ty có thể xem xét tăng chi phí chuyển đổi của họ lên, khiến khách hàng khó thoát khỏi mối quan hệ hoặc ít nhất là tạo cảm giác khó khăn. Để thu hút khách hàng mới thì các nhà cung cấp dịch vụ có thể xem xét triển khai các chiến lược được thiết kế để giảm chi phí chuyển đổi của những khách hàng hiện không sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp. Còn để giảm các chi phí liên quan khi chuyển đổi thì các nhà cung cấp có thể hoàn thành các thủ tục giấy tờ theo yêu cầu của khách hàng ạ. Nếu em xin nhiều phần thuyết trình cho bạn Tiến ạ. Bạn vừa trình bày cái gì? Dạ em tên Tên Phi ạ. Phi À. Xin chào thầy và tất cả các bạn. Tiếp theo em xin thuyết trình về phần các cấp độ phát triển mối quan hệ với khách hàng. Thì ở phần các cấp độ phát triển mối quan hệ với khách hàng sẽ được chia ra làm 4 cấp độ khác nhau. Cấp độ thứ nhất là trái phiếu tài chính. Ở phần thứ nhất thì khách hàng gắn bó với công ty chủ yếu thông qua các biện pháp khuyến khích tài chính, giảm giá cho các giao dịch mua với số lượng lớn hoặc giá thấp hơn cho những khách hàng đã làm việc với công ty trong một thời gian dài. Ta có thể xét ví dụ như là ngành hàng không và các dịch vụ liên quan như khách sạn. Những khách hàng thường xuyên sử dụng các dịch vụ trên thì sẽ được ưu đãi các chương trình khuyến khích tài chính và sẽ có những phần thưởng cho những du khách mang lại nhiều lợi nhuận cho hoạt động của công ty trong thời gian dài. Cấp độ thứ hai là trái phiếu xã hội. Thì chiến lược cấp độ 2 là ràng buộc khách hàng với công ty thông qua nhiều hơn các biện pháp khuyến khích tài chính. Mặc dù giá cả vẫn được cho là quan trọng, nhưng các biện pháp chiến lược cấp 2 tìm cách xây dựng các mối quan hệ xây dựng các mối quan hệ có thời hạn thông qua các mối quan hệ xã hội giữa các cá nhân. Ví dụ, mối quan hệ xã hội giữa các cá nhân là phổ biến giữa các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Ví dụ, một số nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp như là luật sư, kế toán, giáo viên bằng cách mang lại những nghiệp vụ của họ vào trong cuộc trò chuyện để họ nhận được những giá trị của các mối quan hệ liên tục. Cấp độ thứ ba là trái phiếu tùy chỉnh. Phương pháp tiếp cận tùy chỉnh cho thấy có thể khuyến khích lòng trung thành của khách hàng thông qua kiến thức sâu sắc về khách hàng cá nhân và thông qua việc phát triển các giải pháp một với một phù hợp với từng cá nhân cũng như nhu cầu của khách hàng. Cấp độ thứ tư là trái phiếu cấu trúc. Thì chiến lược cấp độ thứ tư là khó bắt chước nhất bởi vì các trái phiếu cấu trúc được tạo ra bằng cách cung cấp các dịch vụ cho khách hàng được thiết kế phù hợp thông qua hệ thống cung cấp dịch vụ. Thông thường, các liên kết cấu trúc được tạo ra bằng cách cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh cho khách hàng dựa trên công nghệ và làm cho khách hàng hài lòng hơn. Một ví dụ về liên kết cấu trúc có thể được nhìn thấy thông qua trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp bằng cách hợp tác chặt chẽ với các khách hàng trong bệnh viện của mình. Bộ Y tế đã thiết lập các cách để cải thiện việc đặt hàng, giao hàng, lập hóa đơn cung ứng của bệnh viện. Việc này đã giúp nâng cao đáng kể giá trị của nó với tư cách là một nhà cung cấp. Phần thuyết trình của em đến đây là hết. Tiếp theo em xin nhường phần thuyết trình lại cho bạn Huy. Bạn vừa trình bày Trình bày xong tên gì? Dạ em tên là Hoàng Ngọc Tiến. Hoàng Ngọc Tiến hả? Dạ. Giờ chào thầy và các bạn, thì em tên là Nguyễn Huy từ nhóm 6 và là nhóm trưởng, rồi sau đây em sẽ giúp mọi người tìm hiểu thêm về mục cuối cùng của bài là phần 5, những khó khăn trong mối quan hệ. Thì với nhiều lợi ích mà các mối quan hệ lâu dài mà khách hàng mang lại thì có thể dễ dàng thấy một công ty sẽ không muốn từ chối phục vụ hoặc chấm dứt mối quan hệ
bất kỳ khách hàng nào. Và tuy nhiên thì sẽ có các tình huống phát sinh, trong đó công ty và khách hàng hoặc là cả hai đều muốn kết thúc hoặc bắt buộc phải chấm dứt cái mối quan hệ của họ. Thì phần cuối cùng của chương này thảo luận về các tình huống mà công ty có thể cân nhắc việc chấm dứt mối quan hệ và tại sao mà điều đó diễn ra. Thì chúng ta sẽ nói sơ qua một chút về cái câu châm ngôn khách hàng luôn đúng. Thì đây là câu thần chú mà những người làm kinh doanh luôn luôn phải tuân thủ. Nhưng trên thực tế thì có rất nhiều những tình huống khiến bạn vô cùng khó xử. Và bởi vì khách hàng không bao giờ đúng, và nhiều trường hợp khi họ hoàn toàn sai thì chúng ta nên xử lý như thế nào? Thì chắc chắn là đây là câu hỏi khiến những người phục vụ phải đắn đo. Thì khách hàng thường biết những gì họ muốn, và điều đó không có nghĩa là bạn sẽ luôn có thể cung cấp cho họ tất cả mọi thứ. Nhưng trong số trường hợp sau thì có thể không nên tiếp tục mối quan hệ với khách hàng. Đầu tiên thì là sai phân khúc. Thì một số phân khúc sẽ phù hợp hơn những phân khúc khác. Nếu một công ty thiết lập mối quan hệ với một khách hàng mà không thể đáp ứng được nhu cầu của họ thì sẽ không có lợi cho cả công ty và khách hàng. Ví dụ như là một trung tâm ngoại ngữ cung cấp chương trình đào tạo ở trình độ đại học sẽ không khuyến khích học sinh ở bậc tiểu học đăng ký khóa đào tạo. Hay là một công ty chuyên về các vấn đề vận chuyển sẽ không muốn thiết lập mối quan hệ với những cá nhân tìm kiếm mua bán đất. Thì trong cả hai trường hợp, tổ chức có thể sẽ gặp khó khăn trong việc cung cấp các dịch vụ đáp ứng mong đợi cho những người này. Và trong cái nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, ví dụ như là nhà hàng, khách sạn, công ty bất động sản, giải trí và giáo dục, và để tối đa hóa dịch vụ cho các phân khúc cốt lõi thì họ đã chọn loại bỏ các phân khúc thiếu hiệu quả. Ví dụ như là công ty bất động sản cung cấp dịch vụ cho các giám đốc lớn thành công và một nhóm đầu tư có nợ xấu thì các giám đốc sẽ được coi là khách hàng dài hạn chính, và công ty có thể chọn từ bỏ cái nhóm đầu tư để giảm rủi ro và giữ chân các giám đốc. Trường hợp thứ hai là không đem lại lợi ích dài hạn. Thì là một số phân khúc khách hàng sẽ không mang lại lợi nhuận cho công ty, ngay cả khi nhu cầu của họ có thể được đáp ứng bằng các dịch vụ được cung cấp. Và một số ví dụ như tình huống này là: một là không có đủ khách hàng trong phân khúc để tạo ra được lợi nhuận. Hai là phân khúc không có đủ khả năng thanh toán chi phí dịch vụ. Và ba, lợi nhuận dự kiến từ phân khúc không thể chi trả cho chi phí phát sinh để bắt đầu và duy trì hoạt động kinh doanh. Ở cấp độ khách hàng cá nhân, thì một công ty có thể không có lợi khi tham gia vào mối quan hệ với khách hàng có tín dụng xấu hoặc là người không có cơ hội thành công vì nhiều lý do. Ví dụ như là các nhà bán lẻ, ngân hàng, công ty thế chấp và công ty thẻ tín dụng thường từ chối làm ăn với những cá nhân có lịch sử tín dụng không đáng tin cậy. Thì mặc dù cái mối quan hệ này mang lại lợi ích ngắn hạn nhưng sẽ xuất hiện nhiều rủi ro không thanh toán trong dài hạn. Và ngoài cái chi phí tiền tệ liên quan đến việc phục vụ khách hàng thì chúng ta còn có thao tổn về thời gian. Ví dụ như là bộ phận chăm sóc khách hàng thường phải bỏ ra rất nhiều thời gian để trả lời cho các câu hỏi lặp đi lặp lại từ những khách hàng khó tính. Và trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp thì sự khác biệt về thời gian cam kết đối với các đối tác thậm chí còn rõ ràng hơn. Ví dụ như trong nghề luật sư, khách hàng sẽ được lập hóa đơn cho mỗi giờ của công ty mà họ sử dụng vì thời gian về cơ bản là nguồn lực duy nhất của công ty đó. Và thứ ba là khách hàng khó tính. Thì trong nhiều tình huống các công ty dịch vụ sẽ gặp sự cố vì khách hàng bất bình thường. Bản tiếng Anh của nó là dysfunctional customer, mình tạm dịch là khách hàng bất bình thường nha. Thì hành vi của khách hàng bất bình thường bao gồm các hành động cố ý hoặc có thể vô ý theo cách nào đó làm gián đoạn hoạt động các dịch vụ khác. Thì hành vi như vậy thì được gọi là hành vi rối loạn chức năng từ quan điểm của nhà cung cấp dịch vụ. Hành vi của khách hàng bất bình thường có thể gây ảnh hưởng đến nhân viên, các khách hàng khác và tổ chức. Nghiên cứu cho thấy rằng việc tiếp xúc với hành vi rối loạn chức năng này của khách hàng có thể ảnh hưởng đến tâm lý, cảm xúc, hành vi và thể chất của nhân viên. Ví dụ như là những nhân viên chăm sóc khách hàng thường phải tiếp xúc với hành vi thô lỗ, đe dọa, cản trở, hung hăng hoặc gây rối sẽ khiến cho tâm trạng, động lực hoặc tinh thần của họ bị ảnh hưởng tiêu cực. Thì những khách hàng bất bình thường này rất khó để làm họ hài lòng và sẽ gây căng thẳng cho nhân viên. Và cuối cùng thì hành vi của khách hàng bị rối loạn chức năng này có thể tạo ra cả chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp cho tổ chức. Chi phí trực tiếp thì bao gồm chi phí khôi phục tài sản hư hỏng, chi phí bảo hiểm, mất mát tài sản do trộm cắp và chi phí phát sinh do các yêu cầu bất hợp pháp của khách hàng. Còn chi phí gián tiếp thì bao gồm tăng khối lượng công việc cho nhân viên và tăng chi phí cho việc thu hút và giữ chân
và cuối cùng là nghỉ việc. À, thì để kết thúc mối quan hệ với khách hàng thì chúng ta cần phải biết được cách mà một mối quan hệ kết thúc. Thì tùy vào mối quan hệ mà nó có cách kết thúc khác nhau. Trong một số tình huống thì mối quan hệ được thiết lập cho một mục đích hoặc một khoảng không thời gian nhất định và sau đó tan rã khi nó đã phục vụ được mục đích của nó hoặc khoảng thời gian đã trôi qua. Ví dụ như là một dịch vụ sơn nhà làm việc với khách hàng trong 4 ngày để sơn ngôi nhà và cả hai bên đều có thể hiểu rằng thời điểm kết thúc của mối quan hệ đã được xác định trước. Đó là khi ngôi nhà đã được sơn và khách hàng đã thanh toán dịch vụ. Và đôi khi một số quan hệ kết thúc một cách tự nhiên. Ví dụ như là các bài học piano cho trẻ em thường chấm dứt khi đứa trẻ đã lớn hơn và phát triển sở thích trong các lĩnh vực âm nhạc khác, chẳng hạn như hát hoặc chơi saxophone. Thì trong những tình huống như vậy thì nhu cầu về mối quan hệ đã giảm bớt hoặc trở nên không phù hợp. Và trong các tình huống khác thì một sự kiện có thể sẽ xảy ra và buộc mối quan hệ phải kết thúc. Ví dụ như là một nhà cung cấp phải di chuyển đến bên kia của thành phố và buộc một số khách hàng phải chọn cái nhà cung cấp khác. Hoặc là một kết thúc có thể xảy ra do khách hàng không hoàn thành nghĩa vụ của mình. Ví dụ như là một ngân hàng có thể chọn chấm dứt mối quan hệ với một khách hàng thường xuyên hoặc là do họ không có đủ tiền trong tài khoản của mình. Thì dù cái lý do chấm dứt mối quan hệ là gì thì các công ty nên thông báo rõ ràng lý do của họ muốn hoặc cần để chấm dứt mối quan hệ đó để khách hàng có thể hiểu điều gì đang xảy ra và tại sao. Và giờ chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi là các công ty có nên ngừng cung cấp dịch vụ cho một số khách hàng. Thì một kết luận hợp lý là có và quyết định này sẽ được đưa ra dựa trên niềm tin là khách hàng phiền phức thường ít xin lời, kém trung thành hơn và việc duy trì hoạt động kinh doanh với họ là tốn kém. Một lý do khác để ngừng phục vụ những khách hàng này là tác động tiêu cực của họ đối với chất lượng cuộc sống và tinh thần của nhân viên. Và hiện nay thì việc ngừng phục vụ khách hàng của các công ty đang ngày càng trở nên dễ dàng. Ví dụ như là các nhà cung cấp dịch vụ Uber, Lyft and Airbnb cho phép tài xế và chủ nhà đánh giá xếp hạng của khách hàng. Nếu một khách hàng nhận được cái điểm số thấp hoặc là nhận được nhiều cái nhận xét phàn nàn thì khách hàng đó có thể không được nhận dịch vụ hoặc thậm chí nhiều hơn không còn được phép sử dụng trang web của công ty để yêu cầu dịch vụ. Mặc dù nghe thì có vẻ là một ý tưởng hay nhưng mà việc ngừng phục vụ khách hàng không phải đơn giản và cần phải được thực hiện một cách khéo léo để tránh được cái phản hồi tiêu cực từ công chúng hoặc là lời đồn. Và tóm lại thì trong chương này chúng ta sẽ tập trung vào cơ sở lý luận, lợi ích và chiến lược phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng, cũng như hiểu được rằng nếu một tổ chức chỉ tập trung thu hút khách hàng mới thì có thể sẽ thất bại trong việc thấu hiểu khách hàng hiện tại của họ. Và trong khi công ty đang đưa khách hàng mới vào thì một lượng khách hàng lớn hơn hoặc bằng có thể đang rời bỏ công ty. Cái này là lý thuyết chiết số tiếp thị ha. Ước tính giá trị mối quan hệ lâu dài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ chân khách hàng hiện tại và các chiến lược cụ thể mà một tổ chức sử dụng để giữ chân khách hàng hiện tại của mình có thể và nên được tùy chỉnh để phù hợp với ngành, văn hóa, nhu cầu của khách hàng và tổ chức. Tuy nhiên thì nhìn chung các mối quan hệ với khách hàng được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển mối hệ. Nhưng những yếu tố này bao gồm là đánh giá chung của khách hàng về chất lượng dịch vụ cốt lõi, các rào cản chuyển đổi mà khách hàng phải đối mặt với việc rời bỏ mối quan hệ và mối quan hệ gắn bó mà công ty phát triển với khách hàng đó. Thì mặc dù các mối quan hệ khách hàng dài hạn là rất quan trọng và có thể mang lại nhiều lợi nhuận, nhưng các công ty không nên cố gắng xây dựng mối quan hệ với tất cả mọi khách hàng. Thì nói cách khác, không phải khách hàng lúc nào cũng đúng và trong một số tình huống và tốt nhất là các công ty nên ngừng quan hệ với một số khách hàng vì lợi ích của khách hàng, công ty hoặc cả hai. Phần thuyết trình của nhóm mình đến đây là hết. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Ok, cảm ơn cái phần trình bày của nhóm về cái chương rất là quan trọng, đó là xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần thảo luận, đặt câu hỏi của các cái bạn trong lớp. Mấy bạn Giang Linh
Thấy có bạn Dương Linh giơ tay, xin mời bạn đặt câu hỏi hoặc là có những nhận xét gì cho nhóm. Em chào thầy ạ, em là Giang Linh của nhóm Chay á. Thì em đang có một cái câu hỏi ở phần 2 của bài thuyết trình với bạn là việc giữ chân khách hàng có tác dụng gì, lợi ích như thế nào với công ty, mà hiện nay cái việc đó được áp dụng cũng như là mấy cái voucher tích điểm lại xuất hiện nhiều ở Việt Nam như vậy. Ok, nhóm F đã nắm được câu hỏi chưa? Dạ rồi thầy. Ok, rồi xin mời bạn Thái Bình. Dạ, em chào thầy và các bạn. Em từ nhóm 1A và em xin được hỏi một câu hỏi nho nhỏ dành cho nhóm bạn là hãy lấy một ví dụ cụ thể liên quan đến hành vi bất bình thường có tính lây lan gây ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp ạ. Ví dụ về một hành vi bất bình thường, dạ, có tính lây lan, đúng không? Dạ, gây ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp ạ. À, ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp. Các bạn nhớ hành vi bất bình thường mà có tính lây lan nhé, ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp. Lấy một ví dụ. Rồi, mời bạn Như Quỳnh. Dạ, em đến từ nhóm A, có câu hỏi tình huống cho nhóm bạn đó là khi bạn đang tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm, họ bắt đầu than phiền, nổi giận, la mắng trong cửa hàng. Lúc này bạn xử lý như thế nào để xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng? Như thế hết. Bạn rõ câu hỏi chưa? Nhóm đã rõ câu hỏi của bạn Như Quỳnh nhỉ? Như Quỳnh đây là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay là Nguyễn Thị Như Quỳnh hay là Hoàng Như Quỳnh nhỉ? Bạn mới đặt câu hỏi á. Dạ Nguyễn Thị Như Quỳnh thầy. Ok. À, bạn ơi, bạn nhắc lại phần cuối của câu hỏi. À, phần cuối là lúc này bạn xử lý như thế nào để xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng? Ok, được chưa nhóm trưởng? Dạ được rồi ạ. Mời bạn Cẩm Tiên. Dạ, cho mình hỏi về trong cái 4 cái cấp độ trái phiếu, cấp độ nào quan trọng và phổ biến nhất, và cho mình lý do. Dạ, em hết rồi thôi. Rồi, bạn đã rõ câu hỏi chưa? Nhóm đã rõ câu hỏi chưa? Rồi thầy. Ok. Mời bạn Nhật Khanh. À, dạ thưa thầy và các bạn. Thì Nhật Khanh có một câu hỏi cho nhóm S là nếu mà doanh nghiệp gặp phải những khách hàng khó tính mà các bạn trình bày là sẽ tốn rất là nhiều chi phí để có thể đáp ứng với khách hàng khó tính như vậy, thì mình nên bỏ khách hàng khó tính luôn hay là mình sẽ cố mình sẽ giảm, làm thế nào để mình có thể giảm được cái chi phí cho doanh nghiệp của mình? Em xin hết ạ. Nhóm đã rõ câu hỏi của bạn Nhật Khanh chưa? Dạ rồi thầy. Ok. Bạn Nguyễn Thị Giang Linh. Dạ thầy. Giang Linh hỏi rồi đúng không? Dạ rồi. À ok. Rồi. Bạn một câu hỏi cuối nhé, để bạn Tuấn Anh. Dạ em chào thầy và các bạn. Em có một tình huống như này là nếu như các bạn là quản lý của một khách sạn đi, mà khách sạn của các bạn thì có một cái quy định là không được nuôi chó mèo, không được đem chó mèo trong khách sạn. À, và một hôm thì có một khách hàng quen thuộc đến và có mang một con mèo. Thì các bạn giải quyết như thế nào để từ chối khách hàng mang chó mèo vào trong khách sạn mà vẫn giữ được mối quan hệ tốt đối với khách hàng đó ạ? Ok, tình huống rất là thường xuyên gặp đúng không? Nhóm này tình huống mà bạn, sẽ là bạn tên gì nhỉ? Phong Anh đúng không? Dạ, Tuấn Anh ạ. À, bạn Tuấn Anh đặt ra. Nhóm trường, đó chưa? Dạ rồi thầy ơi. Ok, các bạn có 5 phút chuẩn bị trả lời lần lượt các câu hỏi.
Dạ thưa thầy, dạ thưa thầy và các bạn, em muốn trả lời câu hỏi của lợi ích của bạn Giang Linh là lợi ích khi giữ chân khách hàng cũ, khi hiện tại bây giờ thì rất là nhiều voucher giảm giá hay là thẻ tích điểm gì đó. Thì đầu tiên em nghĩ là tốt tiết kiệm tối đa chi phí, vì cái chi phí giữ chân khách hàng thường nó sẽ rẻ hơn là chi phí tìm kiếm một khách hàng mới. Thứ hai thì khách hàng cũ thì có xu hướng mua lại thường xuyên hơn, vì họ đã biết chất lượng hay là giá thành của sản phẩm đó rồi, cho nên là họ sẽ tin dùng và mua hàng của công ty dễ dàng hơn và ít đòi hỏi nhiều hơn khách hàng mới. Và tiếp theo thứ ba là có thêm những khách hàng mới do được giới thiệu từ các khách hàng cũ, cũng như là tại vì các khách hàng cũ đã được trải nghiệm rồi và tư vấn cho các khách hàng mới xung quanh họ như là gia đình hay là bạn bè gì đó để sử dụng sản phẩm hay là dịch vụ của công ty. Và bạn Nhân Linh có đồng ý với ý kiến mình không ạ? Nhân Linh ơi, bạn đặt câu hỏi đã rõ cái câu trả lời chưa? Có bổ sung gì thêm không? Dạ không thầy ơi ạ. Ok, rồi, cảm ơn bạn bạn Linh đã trả lời câu hỏi cũng khá là xác đáng đúng không ạ? Rồi, xin mời câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, em xin trả lời câu hỏi của bạn Như Quỳnh là khi đang tư vấn mà bị khách than phiền hoặc la mắng thì nên xử lý như thế nào ạ? Đối với em thì em nghĩ là nên bình tĩnh, lắng nghe những cái phàn nàn của khách hàng, thậm chí là họ có xúc phạm gì tới mình, sau đó hãy để họ giữ bình tĩnh, mình sẽ hiểu họ đang cầu nhau và la mắng về những cái vấn đề gì, hãy tỏ ra là xem khách có hài lòng hay không hài lòng về những dịch vụ nào, sau đó kiên nhẫn giải thích cho khách về cái trường hợp đó, nhắc lại những cái quy định và những cái hướng giải quyết thỏa đáng cho khách hàng. Ok, câu trả lời nó cũng rất là đúng kiểu của lý thuyết đúng không? Những cái gì lý thuyết đã hướng dẫn, đã chia sẻ thì thông thường là như vậy. Tuy nhiên thì trong thực tế thì nó muôn hình vạn trạng, và để xử lý cái này nó đòi hỏi cái kinh nghiệm và đặc biệt là cái khả năng đọc tình huống của cái người mà ở trong cái câu chuyện như vậy để có một cách thức xử lý như nào cho nó phù hợp. Rồi bạn đặt câu hỏi có phản biện hoặc là có cái chia sẻ gì thêm không? Dạ thưa thầy, thì em nghĩ là lúc đầu thì mình nên xin lỗi khách hàng trước, sau đó thì mình hỏi khách hàng cảm nhận của khách hàng tại sao mà không thích cái sản phẩm đó. Ví dụ như là họ không thích vì giá cả cao thì mình có thể giới thiệu một cái sản phẩm với giá trung bình chẳng hạn để cho họ. Dạ em nghĩ vậy. Còn mình sao thì em cũng giống bạn. Ok, rồi, cảm ơn cái chia sẻ thêm của bạn Như Quỳnh. Đó. Rồi, xin mời câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa thầy, em xin trả lời câu hỏi của bạn Cẩm Tiên ạ. Câu hỏi của bạn Cẩm Tiên là trong 4 cấp độ trái phiếu, cấp độ nào là quan trọng phổ biến nhất? Thì theo em thì trong 4 cái cấp độ này thì cấp độ số 4 là trái phiếu cấu trúc là phổ biến quan trọng nhất, tại vì cấp độ này là cấp độ khó bắt chước nhất và các trái phiếu của cấp độ này thì được tạo ra bằng cách cung cấp các dịch vụ cho khách hàng được thiết kế phù hợp vào và được áp dụng vào hệ thống cung cấp dịch vụ. Vì cái cấp độ này là khó bắt chước nhất cho nên là các công ty khác sẽ không bắt bài được ạ. Không biết bạn Cẩm Tiên có ý kiến gì về câu trả lời của mình không nhỉ? Không hiểu. Cảm ơn thầy và bạn. Ok. Rồi xin mời câu hỏi tiếp theo.
thì mình xin trả lời cái câu hỏi của bạn Thái Bình là lấy một ví dụ cụ thể về hành vi bất bình thường và có tính lây lan ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp, thì là chắc các bạn cũng đã biết thì một số mới gần đây thôi thì một số người Việt đã lợi dụng cái tính năng đóng góp cộng đồng của Google Translate và biến làm gây ảnh hưởng tới trải nghiệm của nhiều người dùng khác đúng không? Thì họ đã lợi dụng cái cơ chế hoạt động của Google, khi mà một người cố tình dịch sai hay như thế nào đó thì đoạn dịch sẽ được thêm một lần nữa bởi những người đóng góp khác, thì lúc này trong một contribute có hai lựa chọn là đóng góp ngữ liệu hoặc kiểm tra ngữ liệu đã được đóng góp. Thì nếu trong quá trình kiểm tra một vài người cố tình vote up cho dữ liệu gây nhiễu thì đoạn dịch sai có khả năng được hiển thị cho người dùng Google Translate, thì đây là một hành động phá hoại và làm ảnh hưởng đến người dùng và những đối tác Việt Nam đang sử dụng. Thì ban đầu á là nó chỉ là một cái câu dịch đơn giản như vậy thôi, đợi mình xíu nghe mình để mình trình chiếu cái câu đó lên. Đây ha, ví dụ như cái câu what you doing now thì nó cái dịch này nó hơi tục một xíu nên có một số mình đã che, thì mong các bạn đọc và nhận xét ha. Chưa chưa nhận được cái xem màn hình của Huy, em phải xem màn hình lên thì mấy bạn mới thấy được. Bạn Thái Bình có thỏa mãn với ví dụ này không ạ? Cảm ơn bạn, một ví dụ rất là hay. Mình không có thêm ý kiến gì hết. À, mình cảm ơn. Rồi, vậy thì cái vấn đề ở đây là như thế nào nhỉ? Thầy cũng chưa rõ cái cách trả lời của bạn Huy lắm. Tức là khi khách hàng làm sai như vậy thì cái cách xử lý của mình là như thế nào, đúng không? Cách xử lý của doanh nghiệp là như thế nào? Đoạn sau thì em cũng chưa rõ các doanh nghiệp xử lý như thế nào với thầy, tại vì giờ em tìm lại mấy cái đoạn dịch đó thì nó không còn nữa, à nó bị xóa rồi. Không, đấy là một cái ví, đấy là cái câu chuyện của cái ví dụ mà Huy nêu ra, nhưng mà cái câu hỏi của bạn là à, khi mà người dùng họ có những hành vi sai trái như vậy, khách hàng họ có những hành vi sai trái như vậy thì à, cái cách doanh nghiệp mà xử lý như thế nào, đúng nhỉ? Thầy thầy nhớ cái câu hỏi là như vậy, không biết là có chính xác không? Dạ không, đó là câu của bạn khác rồi thầy ơi. À ha. Rồi, vậy thì mời câu hỏi tiếp theo đi. Trả lời cho cái câu hỏi tiếp theo đấy các bạn. Dạ thì em xin trả lời câu hỏi của bạn Tuấn Anh. Thì nãy bạn Tuấn Anh có hỏi là bạn Tuấn Anh có hỏi là nếu như các bạn là quản lý của một khách sạn có quy định là không được đem chó mèo vô khách sạn mà khách hàng quen đem tới, thì nên xử lý như thế nào để giữ được mối quan hệ tốt với họ? Thì theo suy nghĩ của nhóm em thì bởi vì khách hàng này là cũng là khách hàng quen biết với mình rồi, nhưng thì mình sẽ giải thích với họ rằng là mình là có cái khách sạn của mình đã có cái quy định là không được mang chó mèo vô, nên là rất mong họ thông cảm cho mình, nên là mình sẽ giải quyết cái trường hợp của họ là có thể mong họ là có thể gửi để thú cưng của mình ở ở bên ngoài khách sạn, như là để ở phòng của bảo vệ được hay không, để bảo vệ chăm sóc cho thú cưng của mình, hoặc là làm để cho khách hàng gửi thú cưng của mình tại những cái trung tâm mà chăm sóc cho thú cưng á, tại hiện nay những cái trung tâm đó rất là nhiều thì họ giữ thú cưng cho mình, và cái khoản chi phí mà giữ thú cưng đó thì ở phía bên khách sạn sẽ chi trả cho cái khoản chi phí đó, nên mong khách hàng thông cảm cho khách sạn của mình. Đồng thời mà nếu mà những khách hàng khó tính quá thì mình sẽ tìm cách để có thể gọi là làm
làm xoa dịu cái sự người ta gọi là cái sự bất tiện của họ khi mà họ họ mang thú cưng tới như vậy. Không biết bạn Tuấn Anh, bạn có, mình nói gì có được chưa ? Không biết bạn có còn mình bổ sung thêm gì không? À thì nãy bạn có nói là công ty chịu chi phí, khách sạn chịu chi phí gửi thì mình thấy hơi tốn kém á. Còn lại thì mình không có ý kiến gì khác. Thật ra thì nãy mình cũng nói là tại vì khách tại cái này cũng là khách hàng quen với mình á, thì họ cũng đã cung cấp cho mình gọi là họ đã thường xuyên ở với lại khách sạn của mình rồi, họ cũng đã kiểu là họ đã ở kiểu như là họ cũng có gọi là tức là khách hàng đã gắn bó lâu rồi, khách hàng trung thành rồi đúng không? Khách hàng đã trung thành rồi nên là mình phải cố gắng tìm cách mà để giữ mối quan hệ đó, để không bị những cái đối thủ cạnh tranh khác họ giành mất cái khách hàng đó, thì cố gắng giữ chân họ lại. Nên là cái gọi là cái chi phí mà để chỉ là để gửi thú cưng thôi, thì ra cái chi phí đó cũng không có cao so với khách sạn của mình, so với thu nhập của khách sạn của mình, nên là nó không có vấn đề gì và gì cả. Thế đó là ý kiến của mình ạ. Ok. Cảm ơn anh. Ok, các xử lý của nhóm thầy nghĩ rằng là nó cũng khá là xác đáng và có thể là chấp nhận được. Tuy nhiên thì cũng xin chia sẻ thêm, tức là hiện nay thì các bạn thấy rằng là cái nhu cầu mà chơi thú cưng cũng là một trong những cái trend của giới trẻ, và nhiều bạn xem đây như là một trong những cái điều nó thể hiện cái tính cách yêu động vật, yêu thiên nhiên của mình. Chính vì lẽ đó thì khi mà các bạn vận hành một cái khách sạn như vậy đó, thì mình phải nói rõ cái điều này cho khách hàng biết. Cái quan trọng là như vậy, cái điểm mấu chốt ở đây là như vậy. Tức là khi khách hàng book và trong cái hồ sơ khách hàng, với những khách hàng quen như vậy mình có, thì mình sẽ thấy được cái lịch sử của họ và mình phải hiểu được cái đặc điểm tâm lý của họ. Liệu rằng là họ có phải là cái người mà có thú cưng đi kèm hay không, đúng không? Và mình phải thể hiện rõ là rõ trong chính sách của khách sạn ngay từ đầu. Tức là khi khách book phòng thì mình phải clear rằng là hiện nay thì khách sạn của em có cái quy định là như vậy bởi một số các lý do ABC này nào đó, cho nên là không nhận thú cưng. Và nếu như mà quý anh chị có thú cưng thì vui lòng là không mang theo giúp em, đúng không? Thì tức là mình phải clear rõ cho khách hàng ngay từ đầu. Còn trong trường hợp mà giả sử như là có những cái cung cấp thông tin nó không đầy đủ hoặc thiếu hụt nào đấy mà dẫn đến khách hàng họ miss cái thông tin đấy và buộc họ và họ đã mang thú cưng đến khách sạn rồi, thì cách xử lý như của bạn là thầy cho rằng là nó cũng xác đáng. Bởi lẽ rằng là chúng ta không thể mất một khách hàng trung thành. Khách hàng trung thành là gì? Tức là khách hàng đã sử dụng rất là nhiều dịch vụ của chúng ta và đã đóng góp nhiều cái lợi nhuận cho doanh nghiệp của mình rồi, không phải là một lần này mà trong cái quá trình lịch sử sử dụng của họ. Chính vì lẽ đó thì mình phải làm sao mà xử lý để mà duy trì cái mối quan hệ này. Những giải pháp bạn đưa ra thầy cho rằng là cũng khá hợp lý, hoặc là sẽ có một cái địa điểm tạm nào đó nếu mà mình xử lý kịp, còn nếu không thì sẽ chuyển đến cho một cái trung tâm chăm sóc thú cưng nào đó để họ bảo quản dùng trong thời gian mà khách lưu trú, và chi phí thì mình sẽ chi trả. Tuy nhiên thì chúng ta cũng về chiến lược lâu dài thì doanh nghiệp cũng nên nghiên cứu rằng là nếu như mà cái xu hướng trong cái tệp khách hàng của mình mà có nhiều những cái khách hàng và có nhiều những cái xu hướng mà họ mang theo thú cưng như vậy đó, thì nên chăng mình có cần phải thay đổi chính sách hay không, hoặc là mình phải có một cái nơi để chăm sóc thú cưng ở ngay tại khách sạn hay không, có nên duy trì như cái đấy không, và cái việc duy trì đấy thì nó có đẩy cái chi phí tốn kém gì nhiều hay không, thì nhà quản lý cần phải cân nhắc, mà chúng ta cần phải tham mưu cho nhà quản lý cái điều đấy để tránh những cái việc mà phải xử lý những câu chuyện về thú cưng xảy ra một cách rất thường xuyên nếu như mà cái tệp khách hàng của chúng ta có. Còn nếu như mà năm thì 10 họa thì rõ ràng là cái giải pháp như các bạn đưa ra thì nó cũng rất là xác đáng, và trên tinh thần là phải làm sao chúng ta giữ được cái mối quan hệ với khách hàng này, bởi vì cái giả định đưa ra đấy là một khách hàng rất là trung thành với khách sạn của chúng ta rồi. Ok, còn câu hỏi gì nữa không nhỉ? Còn câu hỏi gì chưa trả lời không các bạn? Hoặc là các bạn có thêm câu hỏi gì cần hỏi nữa không? Dạ, còn một câu hỏi chưa trả lời thầy ơi.
Đợi em rồi. Suy nghĩ. Thì mình xin trả lời vế đầu của câu hỏi của bạn Nhật Khanh là doanh nghiệp đụng phải khách hàng khó tính thì nên tiếp tục mối quan hệ với khách hàng đó hay là bỏ qua, thì tiếp tục mối quan hệ hay không á, thì mình phải xét trên các cái lợi ích dài hạn mà khách hàng nó mang lại cũng như các cái yêu cầu của khách hàng. Nếu như nó xác đáng thì mình nên tiếp tục mối quan hệ, còn nếu không thì mình nên từ bỏ mối quan hệ này. Và về sau thì sẽ do một bạn khác trả lời. Mình xin cảm ơn. Nãy vế sau của bạn Nhật Khanh là bạn có hỏi là nếu mà muốn tiếp tục mối quan hệ đó thì mình phải làm cách nào để giảm chi phí cho mối quan hệ đó. Thì nếu mà mình đã chấp nhận là sẽ tiếp tục mối quan hệ với cái khách hàng khó tính này nè, thì mình chỉ có thể là trước khi chấp nhận là mình sẽ phải có thể lường trước tất cả những cái rủi ro mà khi mà mình phải chấp nhận mối quan hệ này. Thì nếu mà mình cảm thấy là mình có thể đáp ứng được cái nhu cầu này của khách hàng và khả năng sản xuất của công ty và khả năng tài chính của công ty có thể đáp ứng được, thì mình sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của khách hàng này để có thể giữ chân họ lại. Còn cái cách mà giảm chi phí đó là sẽ phải tùy theo gọi là cái nhu cầu, cái yêu cầu của khách hàng và cũng như là cái đặc tính của cái sản phẩm đó. Ví dụ như là nếu mà khách hàng yêu cầu, ví dụ như về một cái sản phẩm mình nói đơn giản như là đó là một cái chỗ văn phòng phẩm và họ cần những cái loại mà bút á, kiểu như là họ không cần về chất lượng mà họ yêu cầu về gọi là mẫu mã đẹp để có thể thu hút khách hàng, thì lúc đó thì mình sẽ có thể bàn luận với khách hàng để dựa theo đó để có thể mình giảm chi phí về bọn cái phần về chất lượng trong đó được hay không, hay là mình giảm chi phí về cái số mà ở lượng mực hay là cái chất liệu mà để làm cho cái ruột ở trong đó được hay không, để mình tăng cái chi phí mẫu mã lên. Nói chung là mình sẽ tìm cách cân bằng với khách hàng và tìm cách bàn luận với khách hàng về điều đó. Không biết bạn Nhật Khanh đã cảm thấy ổn chưa? Dạ rồi ạ. Ok. Thì thực ra đây cũng là một cái chương, một cái chủ đề mà một cái chương cực kỳ quan trọng và rất là thú vị. Đó là building key relationship với lại là khách hàng. Thì các bạn thấy rằng là trong cái marketing đương đại đó thì cái vai trò của việc xây dựng một cái mối quan hệ rất là quan trọng, và cái chủ đề mà cái câu hỏi mà các bạn vừa giải quyết đó là thế thì chúng ta nên cư xử như nào với những khách hàng mà khó tính và với những khách hàng mà khó chịu. Thế thì đây cũng là một cái chủ đề mà nó đặt ra cho chúng ta một cái thách thức về cái câu nói rằng là khách hàng luôn luôn đúng, đúng không? Thế thì xưa nay thì chúng ta đứng trên góc độ là người làm business thì chúng ta thường nghe mọi người nói nhiều về câu chuyện là khách hàng luôn luôn đúng. Nếu khách hàng sai thì xem lại cái điều thứ nhất, đúng không? Tuy nhiên thì như các bạn đã được tìm hiểu và đã thấy trong quá trình mà nhóm chia sẻ, thì không phải một cái nhà cung cấp dịch vụ thông minh thì luôn luôn xem khách hàng lúc nào cũng đúng. Bởi lẽ rằng là chúng ta có những cái loại khách hàng có những lúc thì chúng ta cần phải chấm dứt cái mối quan hệ.
Đó là những khách hàng mà gì ạ, không mang đến cái lợi nhuận. Nhưng mà cái lợi nhuận ở đây chúng ta phải xem xét nó ở trên một góc độ là không phải là chỉ trong một cái giao dịch, trong một cái transaction, mà cái lợi nhuận ở đây chúng ta phải xem cái lifetime của cái khách hàng này, tức là cả một cái vòng đời của khách hàng, để chúng ta có một cách ứng xử nó phù hợp. Còn với những khách hàng mà có những đòi hỏi thái quá, với khách hàng mà có những cái yêu cầu mà nó vượt quá cái chi trả và vượt quá những cái dịch vụ mà họ đã được cung cấp, thì rõ ràng rằng là chúng ta cũng cần phải có những cái ứng xử rất là phù hợp, để làm sao mà vừa vẫn duy trì được mối quan hệ với khách hàng, nhưng đồng thời thì cũng sẽ cắt giảm những chi phí cho doanh nghiệp. Và đây là một nghệ thuật. Tuy nhiên cái điểm mấu chốt để các bạn giải quyết những câu chuyện này đấy chính là gì? Chúng ta phải làm rõ ngay từ đầu khách hàng khi mua cái sản phẩm này, khi mua cái dịch vụ này với cái gói này thì họ sẽ nhận được những cái gì, và chúng ta phải clear rất là rõ, và phải làm sao để cái expectation của khách hàng nó đúng với những gì mà chúng ta cung cấp. Và khi rõ được điều đấy rồi thì giải quyết những cái câu chuyện còn lại, như là những cái thắc mắc hoặc những đòi hỏi thái quá của khách hàng, nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nếu như mà chúng ta không có cái sự rõ ràng ngay từ đầu, nếu như chúng ta có cái sự mập mờ, thì rất là khách hàng có thể là, với những khách hàng thông minh, có thể dễ vin vào cái cớ đấy để họ có thể có những cái đòi hỏi hoặc là có những cái yêu cầu thái quá và tạo ra những cái tiền lệ khó. Có những khách hàng họ quái gở đến độ là gì, khi họ đòi hỏi và họ được cung cấp rồi thì họ lại đi lan truyền cái điều đấy với những khách hàng khác đang sử dụng dịch vụ, và như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng domino, và nó làm cho công ty vào một cái tình huống rất là khó xử. Cho nên rằng là để xử lý với những khách hàng như vậy thì chúng ta phải hết sức là linh hoạt. Và một cái điều mà bạn cũng cần phải lưu ý là không phải khách hàng luôn luôn đúng, và chúng ta phải, rất nhiều những cái doanh nghiệp, đặc biệt là ví dụ, chúng ta phải chấp nhận một cái thực tế rằng là có những lúc chúng ta phải chấm dứt cái mối quan hệ với khách hàng, nếu như họ không thực sự là một khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng, khách hàng mà có thể mang đến cái lợi nhuận trong cái vòng đời sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của họ. Này, thì đấy cũng là cái điều mà các bạn cần phải 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 cân nhắc. Và điều này thì nó quay trở lại với câu chuyện rất là cốt lõi của marketing, đấy chính là chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là thế thì cái khách hàng mục tiêu của mình là ai, đúng không nào? Và nếu và chúng ta phải phục vụ đúng khách hàng mục tiêu của mình. Thì cái chuyện này là nó cái câu chuyện này rất là quan trọng. Chúng ta không thể hài là làm hài lòng tất cả mọi người, tất cả mọi phân khúc. Chúng ta chỉ có thể làm hài lòng một cách tốt nhất với cái phân khúc khách hàng mục tiêu mà mình đã chọn để cung cấp dịch vụ. Và với điều đấy thì nó sẽ làm giúp cho mình cũng giảm thiểu đi được những cái rủi ro hoặc là những cái thách thức với những khách hàng mà nó nằm ngoài cái phân khúc khách hàng mục tiêu đó. Để rồi chúng ta sẽ có một cách ứng xử nó trở nên tiêu chuẩn hơn, nó trở nên chuẩn hóa hơn, và nó sẽ hài hòa với phần đông các khách hàng hơn là chúng ta sẽ gặp phải những cái outlier mà nó không nằm ở trong cái phân khúc khách hàng chúng ta lựa chọn. Thì đấy cũng là cái điều mà các bạn cần phải phải cân nhắc và lưu ý. Và một cái điều nữa, trong lĩnh vực dịch vụ thì các bạn thấy rồi, chúng ta có một cái chữ P, đó là people, con người, đúng không? Đấy là nhân viên của mình. Đó. Thì cái vai trò cái có rất là nhiều những cái nghiên cứu ở trong lĩnh vực nhân sự và marketing, đó chính là cái cảm xúc của cái người lao động và cái sự hài lòng, nó sẽ liên quan đến cái sự hài lòng của khách hàng. Thế thì tuy nhiên thì cái cảm xúc của người lao động thì nó lại có những cái ảnh hưởng tác động bởi cái môi trường xung quanh, trong đó có cái yếu tố là khách hàng. Nếu như chúng ta làm việc ở trong một cái môi trường mà khách hàng là những người lịch sự, khách hàng là những người có những hành vi chuẩn mực, đúng mực, và nó làm cho cái tâm lý của nhân viên khi mà phục vụ khách hàng đấy nó trở nên tốt, thì điều đấy nó cũng sẽ có một tác động ngược trở lại là chúng ta sẽ phục vụ khách hàng của chúng ta ngày càng tốt hơn. Chúng ta không muốn thuyên chuyển công tác, chúng ta không muốn chuyển công ty, chúng ta không muốn nghỉ việc. Chúng ta lúc nào cũng tràn cái năng lượng tích cực, và cái năng lượng tích cực đấy nó sẽ lan tỏa lại khách hàng, và nó làm cho cái mối quan hệ giữa nhân viên và khách hàng trực tiếp tiếp xúc với nhau nó trở nên rất là tốt. Tuy nhiên, nếu như mà những khách hàng gây phiền toái, gây ra những cái rắc rối, làm cho nhân viên có những ức chế thông qua những cái đòi hỏi vô lý, những hành động gây hấn, những cái sự hung hăng, những sự bất lịch sự, thì nó làm cho nhân viên cũng chất chứa những cái cảm xúc vô cùng tiêu cực, và điều này nó sẽ tạo ra một cái tâm lý, một cái stress về tâm lý rất là mạnh ở trong nhân viên. Có thể ở ngay tại thời điểm đấy, một cái nhân viên chuyên nghiệp họ sẽ không có những cái phản ứng tỏ ra thái quá, mặc dù trong lòng họ đang rất là bực bội. Thế thì lúc này cái cảm xúc ở đây người ta gọi đó là một cái cảm xúc bề mặt, tức là một cái cảm xúc chỉ biểu hiện bên ngoài, nhưng thực tâm ở trong lòng thì họ họ không không muốn là như vậy một chút nào, nhưng vì tính chuyên nghiệp, vì yêu cầu công ty thì buộc họ phải làm như vậy.
Và nếu cái tình trạng này nó cứ liên tục xảy ra như vậy đó, thì cái nhân viên này sẽ nghỉ cái vị trí công việc đó, sẽ chuyển tổ chức khác, sẽ bị stress, là cái điều mà nó sẽ xảy ra. Và rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh cái điều này. Chính vì lẽ đó thì trong rất nhiều các cái doanh nghiệp mà làm lĩnh vực dịch vụ đó, thì cái triết lý khách hàng luôn luôn đúng không phải là luôn luôn là cái luật bất thành văn, mà có những mà có thể là họ sẽ có những cái giới hạn, và họ vẫn xem nhân viên như là một cái tài sản quý giá nhất, và họ vẫn trân trọng những cái đóng góp, những ý kiến của nhân viên, và để xem thử rằng là liệu rằng khách hàng đấy nó cư xử thực sự là đúng mực để nhân viên có những cái hành xử như vậy hay chưa. Và thường xuyên thì họ cũng sẽ có, chúng ta cũng sẽ phải có những cái training, những cái huấn luyện cho những nhân viên mà trực tiếp tiếp xúc khách hàng, đặc biệt là những nhân viên mà ở những cái bộ phận mà thường xuyên có thể là dễ có những cái khúc mắc, thì chúng ta phải huấn luyện tâm lý, huấn luyện những cách thức để nhân viên có thể xử lý những cái đòi hỏi cắt cớ hoặc là những cái đòi hỏi một cách thái quá với nhân viên như với khách hàng như thế nào. Thì đấy cũng là những cái kinh nghiệm cho những người làm quản lý về sau này, khi mà các bạn muốn cho cái việc mà điều hành và xử lý của nhân viên mình trong các cái vấn đề về phản hồi dịch vụ đó nó trở nên tốt hơn và tích cực hơn. Và cái tình huống này chốt lại ở đây là gì? Để có một cái câu trả lời chính xác cho tất cả mọi tình huống thì gần như là cái điều không thể, mà nó đòi hỏi chúng ta phải dựa trên những nguyên lý chung như vậy, nhưng mà tùy vào từng cụ thể, từng cái lĩnh vực cụ thể, đặc thù doanh nghiệp cụ thể, thì chúng ta sẽ có những cái ứng xử, và điều này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái kinh nghiệm và cái khả năng xử lý tình huống của nhân viên. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa rằng là nụ cười luôn luôn nụ cười của những cái người phục vụ, nụ cười của những cái người làm dịch vụ là không quan trọng, mà ngược lại đấy là một điều luôn luôn quan trọng, để có những thứ chúng ta có thể hòa giải tỏa chỉ bằng những nụ cười, bằng những hành động rất là dễ thương, để khách hàng cũng sẽ có những giảm bớt đi những cái bực tức hoặc là những cái khó chịu. Mà cũng có thể là bản chất khách hàng đấy họ không phải là như vậy, mà do những cái tình huống hoặc là do những cái phản ứng tâm lý họ có những cái liên đới nào đó mà làm cho họ trở nên hành xử như vậy. Thì đòi hỏi chúng ta cũng phải có một cái thấu hiểu về cái khách hàng của mình để có những ứng xử một cách rất là phù hợp. Thì đấy là cái khó của những người làm dịch vụ, đấy là cái khó của những cái người mà trực tiếp đứng quầy, trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. Cho nên là các bạn thấy rằng là làm dâu trong họ mà để xử lý những câu chuyện này thì nó rất là phức tạp. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là trong này thì cũng trong cái chương này nó cũng cấp cho các bạn những cái cách thức, đúng không? Chúng ta phân loại những cái nhóm khách hàng. Bây giờ các bạn hiểu hơn rằng là tại sao lại người này được thẻ kim cương, người này được thẻ vàng, người này là được thẻ bạc, người này là mới chỉ là dạng là membership bình thường thôi. Thì tất cả đấy là những cái chiến lược của các doanh nghiệp để khi mà họ quản trị, họ vận hành các cái nhóm khách hàng. Ví dụ như là khi các bạn là có cái hạng, ví dụ như là khách hàng được thẻ vàng chẳng hạn của siêu thị Lotte chẳng hạn, thì khi mà các bạn đến siêu thị Lotte thì nếu bạn lái xe hơi đến thì bạn không phải là đi tìm chỗ để đậu. Ví dụ như ở Hàn Quốc thì các bạn thấy là, hoặc là ở Hồ Chí Minh thì tìm một cái chỗ để đậu xe hơi rất là vất vả. Thế thì nếu như bạn là đến ngay cái địa điểm đậu xe hơi, và nếu bạn là thẻ vàng chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần đưa thẻ vàng đấy thì ngay lập tức sẽ có cái nhân viên ra và lái xe hơi đến đậu ở cái địa điểm. Còn bạn chỉ việc bước xuống và đi vào siêu thị và mua sắm. Khi mua sắm xong thì các bạn chỉ cần đưa cái hàng và nhân viên sẽ đẩy hàng ra và xếp lên xe giúp bạn. Các bạn chỉ cần đi ra và ngay đến cổng và xe sẽ chạy đến để các bạn về. Thì đấy là cái lợi ích dành cho những khách hàng thẻ vàng. Tuy nhiên để được thẻ vàng thì một tháng bạn phải mua sắm bao nhiêu? Từ khoảng 1.000 đô đổ lên, đúng không? Thì bạn mới sẽ có được hưởng những cái dịch vụ đấy. Còn những khách hàng khác mua sắm cái lượng ít hơn thì đương nhiên họ phải tự đi tìm cái việc đậu xe lấy, họ phải tự vận chuyển hàng hóa ra chỗ xe, đậu xe để đi về. Mà các bạn thấy rằng ở nước ngoài thì để đậu xe một cái bãi parking như vậy thì mấy tầng hầm, và các bạn phải tự đi làm cái việc đấy. Thì cái mua sắm của các bạn, cái bạn chỉ là những khách hàng hạng là bạc hoặc hạng đồng đấy. Thì đấy là những cách thức mà người ta chia ra những cái nhóm như vậy để tạo ra những cái phân khúc khác nhau. Ví dụ như bạn đi hay đi máy bay thì các bạn thấy rằng là ví dụ những business long chẳng hạn thì dành cho những khách hàng là hạng thương gia đấy, họ phải trả một cái chi phí cao hơn, họ bỏ nhiều tiền hơn để họ mua cái hạng vé đấy, hoặc là họ là những khách hàng bay nhiều hơn, thế thì họ xứng đáng để hưởng nhận được những cái premium service như vậy. Còn những khách hàng mà mua những cái vé economic hoặc là vé promotion thì đương nhiên
các bạn sẽ không 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 nhận được cái điều đấy. Thì tất cả ở đây là nó nằm ở cái câu chuyện là cái lợi nhuận mà khách hàng đóng góp cho cái doanh nghiệp là như thế nào đấy. Và cái điều này cũng chia sẻ với các bạn cái vấn đề nữa là gì, chúng ta đã học một cái nguyên lý, chúng ta học là nguyên lý 20-30, định lý Pareto đúng không, 20-80 rồi. Thì nó nói gì ạ, 20% khách hàng trung thành sẽ mang đến 80% lợi nhuận cho doanh nghiệp, đúng không? Thì đấy chính là cái điều mà chúng ta đôi khi chúng ta không phải nhìn vào số đông. Trong một cái tệp khách hàng đông như vậy đó thì thực ra cái đóng góp phần lớn lợi nhuận lại nằm ở chính 20% khách hàng trung thành đấy. Cho nên là khi mà các bạn làm các cái dịch vụ sau này thì các bạn cũng cần phải cân nhắc để làm sao mình có những cái chia nhóm dựa trên những cái đóng góp như vậy cho nó hợp lý. Và phải nói rằng là đây là một cái chương mà rất là quan trọng. Và cái phần trình bày của nhóm 6 đó thì khá là chi tiết, và các bạn bạn đặc biệt là bạn Huyền và bạn Huy đã có những cái hiểu rất là sâu và chia sẻ khá tốt cho cái phần trình bày của vừa rồi của nhóm. Tuy nhiên thì về cái slide đó thì cái slide nhiều chữ quá, thì nhóm thầy đề nghị là nhóm phải điều chỉnh lại cái slide của mình theo cái hướng là làm ít chữ lại, đưa lên những cái mô hình hóa vào kèm theo những cái hình ảnh để nó làm cho cái slide của bạn trở nên hấp dẫn và sinh động hơn. Các bạn điều chỉnh lại cái slide này và sau đó nộp lại vào trên cái diễn đàn dùng thầy. Ngoài ra thì nhóm về nghiên cứu khách hàng đó thì các bạn chưa có upload cái bài dịch của các bạn lên trên diễn đàn. Còn nhóm 6 thì lại chưa upload PowerPoint. Thì các bạn điều chỉnh lại PowerPoint và bạn upload lên dùng thầy. Bởi vì là từ cái tuần này trở đi thì trước khi mà buổi học diễn ra thì các nhóm phải làm cái việc này. Cho nên là hai nhóm khẩn trương upload lên trên cái diễn đàn dùng thầy. Có một số nhóm thì thầy đã feedback thì các bạn điều chỉnh lại cái bài dịch của mình. Tuy nhiên thì phần chung của các cái bài dịch mà đến thời điểm hiện tại thầy nhận được đó là các bạn còn tức là nhiều các bạn dịch là word by word, dịch theo từng từ. Thành thử ra các bạn cần phải điều chỉnh lại là một câu một đoạn như vậy thì mình phải đọc và mình hiểu, để mình có những cái dịch từ thì nó không có rõ nghĩa lắm, nó lùng củng, thì các bạn điều chỉnh lại làm sao đấy cho nó mượt mà. Cái thứ nữa là những hình ảnh, những cái đồ thị mà các bạn đưa vào thì các bạn không có chụp hình, chúng ta phải về điều chỉnh lại, về lại để chúng ta có những cái hình ảnh nó trở nên đẹp và hấp dẫn hơn. Bởi vì cái phần này là cái phần đánh giá cái điểm cuối kỳ của các bạn thay cho bài thi, cho nên là đòi hỏi các bạn phải có một cái sự chỉnh chu hơn. Đấy là những gì sẽ chung. Còn trong từng nhóm thì thầy sẽ có những feedback cho các bạn cụ thể trên cái phần diễn đàn. Bạn Ngọc Tiến à, bạn Tiến có phát biểu gì hả? Dạ không thầy. À không hả? Ok. Vậy thì bạn nào có ý kiến gì nữa không? Hôm nay thì chúng ta sẽ cái bài test của những cái câu hỏi của buổi hôm nay thì hôm nay chúng ta sẽ không có bài test, cho các bạn tạm nghỉ ngơi. Buổi ngày thứ 6 thì chúng ta sẽ có bài test gộp của hai chương này và hai chương của buổi thứ 6. Gộp lại và bớt thời gian dài hơn cho các bạn. Thành thử ra thì hôm nay chúng ta sẽ không có bài test. Và nếu các bạn không có ý kiến gì nữa thì chúng ta có thể kết thúc ở đây. Dạ thầy ơi, em là Tố Nga. Em xin hỏi là cái trong sơ đồ chương 1 của em á, thì nó có sơ đồ cột, nhưng mà em tìm số liệu thì nó không có, nên là em chỉ ước lượng để vẽ sơ đồ thôi, có được không ạ? Là cụ thể là sao Nga ơi? Thầy không rõ cái câu hỏi này của Nga lắm. Dạ là trong cái biểu đồ là sơ đồ cột mà em tìm trong cái từ cái nguồn thì nó không có ra số liệu để em vẽ, nên em chỉ ước lượng cái hình nó ra thôi, thì có được không ạ? Những cái đấy thì em có thể chụp lại cũng được. Dạ em cảm ơn. Với lại nộp bài thì trong ngày thứ 5 là được đúng không ạ? Ok. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi. Dạ thầy ơi, em hỏi tiếp ấy ạ. À. Dạ thầy, em là Bích Linh á, em có gửi tin nhắn cho trong nhóm Zalo lớp ấy là hôm trước với hôm nay em điểm danh em đều vào đúng giờ, nhưng mà tại vì em không nhấn vào chữ gửi điểm danh, tại vì em nghĩ như vậy là xong rồi thầy. Quên gửi điểm danh đúng không? Ok, thầy sẽ check cái lịch sử của em thì thầy sẽ cập nhật. Dạ hai ngày luôn thầy, từ hôm 18 với hôm nay ạ. Em cảm ơn. Ok. Ok. Rồi, xin mời các bạn không có ý kiến gì nữa thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Xin mời các bạn nghỉ.
Thank you.